là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Tam Vương Nhị Chúa, của Văn Hiến và Khoa Bảng. Suốt chiều dài lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, Thanh Hóa là nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, có những đóng góp mang dấu ấn lịch sử to lớn trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hiếm có nơi nào trên giải đất hình chữ S hội tụ được nhiều giá trị hòa quyện mang tính huyền thoại giữa cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hùng vĩ với truyền thống văn hóa lịch sử như xứ Thanh. Thanh Hóa có một quần thể di tích lịch sử văn hóa giá trị và đa dạng với hơn 1.500 di tích, trong đó có những di tích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đã từng bước được đầu tư bài bản đưa vào khai thác du lịch. Đây còn là nơi bảo tồn nguồn tài nguyên văn hóa phi vật thể, các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống cùng những trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc riêng có, phục vụ phát triển du lịch của tỉnh nhà. Có thể thấy, Thanh Hóa hội tụ đầy đủ tiềm năng để trở thành điểm đến lý tưởng độc đáo của khách du lịch trong nước và quốc tế suốt 4 mùa. Và trên tất cả, Thanh Hóa có một nguồn lực vô cùng to lớn, đó là con người xứ Thanh, trí tuệ, bản lĩnh, giàu ý chí, giàu khát vọng vươn lên, cống hiến cho sự phát triển bền vững của vùng đất Hạc Thành. Nhận thức sâu sắc về những tiềm năng và lợi thế du lịch, Thanh Hóa đã chú trọng phát triển tích cực, xây dựng hình ảnh xứ Thanh như một điểm đến năng động, giàu bản sắc và thân thiện. Trong những năm gần đây, du lịch Thanh Hóa đã có những bước phát triển đáng ghi nhận về chất. Bên cạnh du lịch biển truyền thống, các sản phẩm du lịch cao cấp đã và đang được đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và quan trọng hơn là từng bước khắc phục tính thời vụ, vốn là hạn chế chính của Thanh Hóa. Cùng với phát triển hệ thống sản phẩm du lịch, công tác xúc tiến quảng bá du lịch cũng được Thanh Hóa chú trọng đẩy mạnh và ngày càng hiệu quả với nhiều hình thức, góp phần mang hình ảnh xứ Thanh đến gần hơn với khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo điều kiện kết nối tour, tuyến. Cú hích quan trọng đối với Thanh Hóa chính là nghị quyết số 58 NQTU ngày 5 tháng 8 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định rằng đến năm 2030, phấn đấu đưa du lịch Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong những trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về du lịch. Đồng thời, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định chương trình phát triển du lịch là một trong 6 chương trình trọng tâm với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đón 16 triệu khách, trong đó khách quốc tế 850.000 lượt, đưa du lịch trở thành một trong 5 trụ cột tăng trưởng. Đây là cơ sở hết sức quan trọng để tỉnh Thanh Hóa đề ra các chính sách cụ thể, đột phá nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho ngành du lịch, tạo tiền đề để vùng đất Hạc Thành quyết tâm thu hút nhiều nhà đầu tư. Sầm Sơn, một trong những thế mạnh của du lịch xứ Thanh, vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, ngủ im trong tấm chăn bao cấp. Hoạt động kinh tế chỉ có đánh cá biển, làm ruộng và thủ công dệt chiếu như bao làng chài ven biển xứ Thanh, với một vài khu nghỉ dưỡng của các bộ ngành trung ương và của tỉnh Thanh Hóa dành cho cán bộ công nhân viên chức theo tiêu chuẩn công đoàn. Do đó, tiềm năng du lịch chưa được khai thác để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua nhiều thời kỳ đã nỗ lực bền bỉ huy động nguồn lực tại chỗ và kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, quốc tế dốc sức phát triển du lịch Sầm Sơn. Tuy nhiên, sự phát triển tự phát, manh mún, nhỏ lẻ khiến thế mạnh và tiềm năng của vùng đất này chưa được khai thác hết và nhiều bất cập cũng đã lộ ra. Ngoài một số nhà nghỉ, khách sạn của nhà nước chỉ bao gồm hàng trăm nhà trọ, quán hàng ăn, hàng lưu niệm được xây dựng,
Chính vì vậy, Sầm Sơn ở thời điểm này chưa xứng tầm với tiềm năng và những kỳ vọng để trở thành điểm du lịch đẳng cấp quốc tế. Thành phố biển xứ Thanh bao năm qua vẫn chỉ là thành phố đi qua, bởi không có gì níu chân du khách. Năm 2016, Sun Group chính thức có mặt tại quê hương Thanh Hóa, mang khát vọng chung tay thay đổi vùng đất giàu tiềm năng, và Sầm Sơn chính là điểm dừng chân đầu tiên. Hành trình làm đẹp Thanh Hóa của người Sun Group bắt đầu. Với mục tiêu nâng tầm du lịch xứ Thanh, Sun Group quyết định đầu tư vào Thanh Hóa, một hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hoàn chỉnh, quyết tâm góp phần phát triển thế mạnh du lịch, định hình rõ nét vị trí của Thanh Hóa trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trước đây khi mà khách du lịch đến Sầm Sơn thì thường sẽ chỉ ghé qua là bãi A và bãi B. Từ khi có quảng trường biển thì gần như khách hàng đổ bộ về bãi C và bãi D rất là nhiều, đặc biệt là khu vực quảng trường biển Sầm Sơn. Song song với các công trình dần hiện diện, hàng loạt các sự kiện lớn, các lễ hội hoành tráng đã được Sun Group chung tay cùng địa phương tổ chức, thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đến với xứ Thanh, đồng thời làm mới điểm đến này trong mắt du khách như lễ hội đường phố Carnival, lễ hội âm nhạc Sunfest, lễ hội trình diễn mô tô. Đặc biệt, lễ hội du lịch biển Sầm Sơn hàng năm chính là điểm hẹn không thể bỏ qua mỗi dịp hè của du khách gần xa, khởi đầu cho chuỗi sự kiện du lịch biển, mang đến hình ảnh một Sầm Sơn năng động, tràn đầy sức trẻ, đang từng ngày vươn mình trỗi dậy với mục tiêu trở thành đô thị du lịch trọng điểm của cả nước. Khách đến đây cũng cảm thấy Sầm Sơn có sự thay đổi rất nhiều so với trước kia, và đặc biệt là khi mà đoàn Sun Group cũng như các tập đoàn đầu tư khác Việt Nam đến đầu tư thì vẫn mang lại đẳng cấp cho người dân cũng như là du khách đến với Thanh Hóa. Và sông nhạc nước, điểm hẹn của ánh sáng và âm nhạc, đã thu hút hàng vạn lượt khách, thổi bừng sức sống cho thành phố biển với những trải nghiệm mới mẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Sầm Sơn. Khi mà đến đây có điểm để vui chơi hơn, mình thấy cũng đúng không khí của một thành phố du lịch, không đơn điệu và nhàm chán như những năm trước nữa. Và mình có thể check in cũng như là thư giãn thoải mái, mình thấy rất là phấn khởi. Được đến đúng cái dịp mà tổ chức lễ hội này, thế nên là cũng thấy là rất là hoành tráng và đông vui. Thì mình vừa xuống xe một cái là con trai mình đã wow, đẹp thế. Chung là cái cảnh quan ở đây rất là đẹp, từ ánh sáng, từ không gian, các khu biệt thự các thứ đều rất là đẹp ạ. Năm 2023, du lịch thành phố Sầm Sơn đã đón được gần 8 triệu lượt khách du lịch, bằng 112,8% so với cùng kỳ và 109,7% kế hoạch. Là một trong những đơn vị đón lượt khách du lịch đông nhất cả nước, những con số hết sức ấn tượng đã đưa Sầm Sơn tiếp tục được lọt vào danh sách những điểm đến nổi bật mới của Việt Nam, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của du khách trong nước và quốc tế. Có thể khẳng định một điều rằng là trong suốt thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn lớn về lĩnh vực du lịch, đã chung tay đồng hành cùng với thành phố Sầm Sơn trong xây dựng và phát triển lĩnh vực du lịch, đặc biệt là tập đoàn Sun Group hiện nay đang đầu tư trên địa bàn của thành phố, làm thay đổi cục diện du lịch của thành phố chúng tôi với các dự án lớn như quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội, khu vui chơi giải trí, và sắp tới là sẽ đầu tư vào khu nghỉ dưỡng, đặc biệt là khu chăm sóc sức khỏe. Tôi cho rằng đây là một điểm mấu chốt mà sẽ phát triển cho du lịch Sầm Sơn phát triển cách bền vững. Và mùa hè năm nay, xứ Thanh lại sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết với sự ra mắt của công viên Sầm Sơn, lấy cảm hứng từ sử thi Đẻ đất đẻ nước của dân tộc Mường, chứa được những quan niệm cổ xưa về việc hình thành trời đất tạo lập ra vạn vật. Công viên Sầm Sơn Thanh Hóa tái hiện trọn vẹn bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam với các trò chơi nước đa dạng. Trong đó có những tổ hợp trò chơi dành cho gia đình và trẻ em lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á và châu Á,
nơi đây sẽ là địa điểm thu hút du khách khi đến với Sầm Sơn vào dịp hè này. Với những kinh nghiệm đã xây dựng các công trình mang dấu ấn vượt thời gian trên khắp giải đất Việt Nam yêu dấu, tiếp nối những gì đã có ở Sầm Sơn, Sun Group sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án du lịch trong tương lai rất gần để chúng ta kiến tạo một hệ sinh thái du lịch bài bản dựa trên thế mạnh cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa, nâng tầm du lịch địa phương. Sun Riverside Village, khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông với thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách Miami nhiệt đới đa sắc màu, mang âm hưởng thời thượng, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, mua sắm, trải nghiệm của du khách. Tại Quảng Sương, Sun Beauty Onsen Thanh Hóa sẽ tái hiện nét đẹp văn hóa xứ sở Phù Tang thời kỳ Hoàng Kim, đưa du khách về với nền văn hóa Kyoto, văn hóa Edo, văn hóa tắm onsen, đặc biệt là thu hút khách đến Thanh Hóa vào mùa đông. Dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp Bến An với đầy đủ các tiện ích kết hợp cùng hệ thống sân golf và cáp treo, giao hòa cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của vườn quốc gia Bến An. Nơi đây sẽ đưa du khách đến với một trải nghiệm du lịch hồ trên núi đầy phong vị xứ Thanh. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thông qua đó quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè năm châu bốn biển, đúng với định hướng của chính phủ đã đề ra, Thanh Hóa đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ cùng tầm nhìn trở thành điểm đến suốt bốn mùa sôi động. Và Sun Group với sứ mệnh làm đẹp những vùng đất, cam kết đồng hành cùng tỉnh nhà tiếp tục kiến tạo những sản phẩm du lịch cao cấp đa dạng, từng bước tạo nền tảng vững chắc cho công nghiệp du lịch phát triển nơi đây, đưa vùng đất Hạc Thành trở thành điểm đến được yêu thích hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế.